Nằm trong chuỗi hoạt động tri ân đền ơn đáp nghĩa nhân kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, hôm nay thành phố Thủ Dầu Một tổ chức các đoàn đến thăm tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn. Đoàn do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đông làm trưởng đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Triên, vợ liệt sĩ, và bà Nguyễn Thị Lên, mẹ liệt sĩ tại khu phố 6, phường Định Hòa. Tại nơi đến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Đông gửi lời tri ân sâu sắc đến các gia đình chính sách, người có công cách mạng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Vui mừng khi các gia đình đã phát huy truyền thống vẻ vang, nỗ lực vượt khó, phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Mong muốn các gia đình bằng tình cảm và trách nhiệm của mình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu gương mẫu chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương, ra sức học tập, lao động sản xuất, cùng chung tay góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Dịp này, các đoàn đã trao tặng quà và trang thiết bị TV cho các gia đình chính sách, người có công, thương bệnh binh.